Anh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và thưa quý vị, cùng có mặt tại phim trường với Thanh Thảo ngày hôm nay xin được giới thiệu nghệ sĩ Phi Phụng. Chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, trong tập phim ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba nhân vật đến từ thành phố Đà Lạt mộng mơ. Và trong ba nhân vật này thì có hai anh em sinh đôi và một chị họ. Nào bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ làm quen với ba nhân vật chính. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 cây số, trại mát là nơi tập trung gieo trồng nông sản lớn. Nơi đây bình an với màu xanh của rau củ trải trên những sườn đồi theo từng bậc thang. Và những con dốc thoai thoải ấy sẽ là nơi diễn ra chuyến đi đầu đời không có mẹ của những nhân vật chính trong ngày hôm nay. Ron và Rin là hai anh em sinh đôi năm nay 5 tuổi 10 tháng. Ron tên đầy đủ là Nguyễn Trương Kha, là một ông anh hiền lành, luôn nhường nhịn và thường thích đi phía sau để quan sát em. Cậu em Rin tên đầy đủ là Nguyễn Trương Khang, lại là một anh chàng nói nhiều hay bắt bẻ. Cả hai anh chàng đều là những cậu bé tình cảm và dễ bị thu hút bởi các sự vật mới lạ xung quanh. Những lúc như vậy, người chịu trách nhiệm đưa hai cậu em tập trung trở lại là cô chị họ Dương Thủy Lâm, hay còn gọi là My. My năm nay 5 tuổi 10 tháng, là một cô nàng ít nói nhưng nghiêm khắc, có vẻ ngoài hơi yểu điệu nhưng tính tình lại khá mạnh mẽ. Bà ngoại của bộ ba có một quán ăn nhỏ. Sáng nay, bà lên vườn cắt bông, bộ ba cùng mẹ trông quán giùm bà. Đúng lúc này thì mẹ nhận được một cuộc điện thoại. Ron, Rin, My, mẹ dặn nè. Bây giờ mẹ chạy lên quán mẹ phụ cô Na một xíu nha. Ba đứa ở nhà coi nhà cho mẹ nha. Dạ, nhưng con sợ buồn lạ lắm. Không có sao hết á. Bây giờ ở nhà ba đứa ở nhà coi nhà nghe. Xong rồi bây giờ ai mà tới mua hàng á thì nói là con không biết bán, rồi con chạy lên con kêu bà ngoại về bà ngoại bán nha. Dạ. Sau khi mẹ rời đi, tất cả ngơ ngác đứng tựa cửa ngóng trông. Sau một hồi, bộ ba quyết định mở cuộc họp ba bên. Giữa lúc câu chuyện đang rôm rả thì cô tên Thảo. Sao cô Thảo lại bán cà rốt? Cô đi bán cà rốt mà. Cô ai? Sao đẹp quá vậy? Nhà của bà Hương. Nhà bên kia. Nhà cái nhà bùng bùng nó bự bự cái gì? Nhà xanh nước biển nó lắm. Nó gần cái gì ta? Nó gần cái nhà. Nó gần cái cây dừa. Cây dừa. Cô thấy cây dừa đâu đâu? Bây giờ một bạn dẫn cô đi nha. Tại vì cô không biết đường ở đây. Con ai? Con. Một người đi thôi. Con nè. Ủa sao hai bạn giống nhau quá vậy? Hai anh em sinh đôi mà. Sinh đôi hả? Giờ hai bạn phân công nhau đi, một bạn đi thôi. Dạ thôi con đi. Anh Ron ơi. Anh xuống ba lên người dạy bắt anh á. Con có đi theo con đi tới cái chỗ kia kìa. Bây giờ nó xuống ngay để em dẫn á. Anh chở. Ai cũng muốn là người giúp đỡ cô. Cuộc thương thảo này sẽ có kết thúc ra sao đây? Ngoài ra trải mái ra. Không sao đây. Rút đây cho người lại bắt cóc một lần không? Mà về nhà nữa. Tôi không ở nhà thì trả thật rẻ hết. Đây bạn nào đi với cô nè, dẫn cô đi bao lâu? Con. Dẫn xe đi. Để thôi, người ta lấy tiền hóa, người ta qua nhà người ta chơi. Người ta không canh nhà đâu. Nhà bên kia kìa cơ. Đi bên phải. Còn thôi, nhà này chỉ có cục. Đâu không? Không, còn có người nữa. Còn có người nữa mà. Còn có người nữa, xin ông mùi đấy. Xin ông mùi rồi, ông mùi nha. Cô đi mua mà, cô đâu có đi xin đâu mà xin. Nhưng ở đây là không có mua. Ở đây là không có bán chị xin thôi. Nàng này nói là nàng này đi về nhưng mà đâu có đi về được cô. Không, nhà đóng cửa rồi hả? Dạ không có người, ông Mùi đi làm cả đâu. Thôi vậy không có ai ở nhà, giờ về nhà cho cô nghỉ một chút đi rồi cho ông Mùi về cô lên cô mua. Dạ. Ảnh, trời ơi, cho hả?
con đi trước. Em về rồi nè. Bà cho không? Cô? Cô dạ. Đâu có thấy bà đâu. Không có ai ở nhà hết đấy. Lấy nước cho cô uống, cô khát quá kìa. Bây giờ cô đói bụng quá à. Nên em kêu lại là có hết. Hồi nãy giờ hai bạn đi rồi, bây giờ để cho chị đi. Tụi con phải bảo vệ chị. Chắc hai tụi con không cần ai dẫn. Nếu tụi con lớn rồi. Ở nhà thì nhà đi chứ. Không, con muốn đi với chị. Trong đời lề bên phải nè. Bên này là lề đủ nè. Làm sao phân biệt được con với bạn kia? Anh con hả? Con cao hơn anh, tại vì con không lên tí, con cao hơn anh. Anh con lên tí nhưng anh con không cao. Đâu chỗ là anh hả? Anh không phải đường này. Đường cái chỗ con ra cái gì? Đường đó. Từ nhà lên vườn bông, quãng đường chỉ dài 100m, nên có vẻ với cả hai chị em, chặng đường này chẳng có quá nhiều khó khăn. Dạ, ở dưới có hết. Người bán cà rốt họ xuống đây mà nhân cô hát nước quá, mấy nước can cho cô uống rồi. Nên nhân cô thấy đói, cô thấy đói đói á, cô thấy đói quá. Cô đói lắm á. Dạ, có hết. Rồi đi con ơi. Cô thấy đói bụng rồi, em nấu gì rồi cho cô ăn đi nha. Nãy giờ cô đi chắc cô mệt lắm. Trời ơi, lịch sự ghê không? Mình thì cô ghé vô mà. Trời, cô bị yếu không? Cà rốt đẹp rồi, cô ghé vô. Cô mua cà rốt. Chứ cà rốt bây giờ sắp hết rồi. Và sự xuất hiện của cô khách đã trở thành nguyên nhân cho một nhiệm vụ khác của ba chị em. Là hai bốc cải, chị chủ phương ông hãy đó, ông cải đó. À, rồi xong rồi là đi đường đó, đi ra đó, ra cho bà Hồng nghe. Ủa, mình đi bộ ra ngoài đường luôn hả? Mày chứ tụi anh lớn mà phải đi một mình chứ. Vốn sau khi cắt bông xong, bà sẽ mang đồ xuống cho bà Hồng, người quen của gia đình cách nhà 600m. Nhưng giờ sự xuất hiện đột ngột của cô khách đã làm thay đổi kế hoạch. Ba chị em sẽ thay bà thực hiện các công việc này. Vườn bông Cẩm Tú Cầu thì chỉ cách nhà 50m, đi thêm 100m là đến vườn cải thảo. Do bà đã hẹn trước với những người chủ vườn nên bộ ba chỉ việc giúp bà đi cắt bông và lấy cải thảo mà thôi. Hành trình ngày hôm nay của bộ ba sẽ có những phát sinh không ngờ nào đây? Vì sao mà ba nhân vật này của chúng ta rất là háo hức để làm cái nhiệm vụ? Bởi vì cái tính hiếu khách từ nãy tới giờ không hiểu tại sao mà cứ rất là lo lắng cho cái cô khách kia. Đói rồi khác. Theo như là cô Phụng nhìn thấy thì Rin, Ron và bé My thì ai sẽ là người thủ lĩnh trong cái hành trình này? Nãy giờ hai anh chàng kia thì nói khá là nhiều, còn My có vẻ hơi kiệm lời một chút. Nhưng mà nói là cái cô My là cái cô chị nè. Cô chị chắc cổ là chỉ đạo quá. Hai anh kia tuy là có nhiều ý kiến, nhiều bình luận đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng sẽ nghe theo chị My. Chị My. À, và để xem ba nhân vật của chúng ta sẽ cắt hoa Cẩm Tú Cầu và cải thảo như thế nào quý vị nhé. Có xe. Đi vô trong nè, bên đây phải. Đi sông lông đi. Thấy chưa? Mấy cái gì giữa đó. Nhắc nhở chị là vậy, nhưng có vẻ anh chàng Rin cũng là người dễ sợ hãi. Trời, nắm tay My rồi dễ thương sao? Dạ, bà con bắt con cóc. Đâm ngọt bắt cá con hoa. Nhưng mà bắt con cóc đi cho bà có đậu mà cô bắt đầy hết ra mà. Lâu vườn này tụi ăn cân á. Nói mẹ, con phải nói là mẹ bắt con cóc đi vô. Chứ không là bà không có. Và lời giải thích của cậu em chuyển thành: mẹ bắt hai chục con cóc. Bây giờ thì trở lại với vấn đề chính thôi. Thằng Ron nó được bông đẹp nè. Rồi bỏ rồi đây, đem ra chợ bán. Đem ra chợ bán. Tìm cái bông nào đẹp mà không có bị ong hút á. Biết là bông đẹp là không có bị ong hút nữa.
thì cũng được bằng đó rồi. Dục không? Tắt đồ năm. Để luôn để cái này. Một. Hai. Bây giờ đi lửa hết cái. Bây giờ đi lửa với cái năm, con này. Năm. Rồi. Rung cắt năm cá để rung đen lên. Bên này nè. Bên này đẹp này rồi. Mà nó là cắt năm cái là ngoài hai cái bắp cải khảo. Bây giờ là cắt năm cái củ cải. Năm cái củ cải khảo hả? Không được. Mà cái là rồi. Cắt hai cái mà. Ờ. À. À. Mà nó cắt đến. Rồi xong lúc này bông rồi. Nhờ chật vật mà có thêm thời gian để nhớ lại chính xác nhiệm vụ bà giao. Nhưng một khó khăn khác lại đến. Sao cắt qua được? Rồi xong sao mà qua được? Hai ra kêu gọi là cậu mới cắt một năm không qua được. Chưa gỡ đâu. Sao mà cắt qua được? Nó có một cái khổ rất là dài khi vậy đó. Ờ. Bây giờ không cắt cải được hồi trưa ba không ba lấy gì ba nấu cơm ba ăn. Phương án thay thế là hay là hái cà rốt đó. Cái chân đất của ba không. Mà bây giờ ba không có cải nấu canh nữa kia. Rồi xuống coi thì có ai thì dắt qua vườn. Mà xuống đây là ảm ơi tụi con qua. Tụi mình tỏ đi qua đây. Tụi mình qua được mà. Tụi mình lớn rồi mà. Lớn cái đầu rồi mà. Trời ơi mình lớn cái đầu rồi mà. Mình tự đi qua đi. Lần trở lại, ba chị em chạy xuống khúc giữa của vườn cải và nhờ vậy mà phát hiện ra một nhân vật đặc biệt. Đi cổ. Yeah. Đi mới đạt được con hốc ốc sên á. Cái chị này đi lúc nào cũng xách váy hết nha. Điệu ghê không? Kiều là cái váy nó không có chấm đất. Đi liên cấp à. Mọi người đứng với mình thật. Đúng rồi. Cái cân là gì trong này á? Dạ, cho tụi con xin một cái bắp cải để về con tặng cậu. Hai cái bắp cải, hai cái bắp cải á. Tụi con làm cái gì mà xin hai bắp cải? Dạ, tụi con mang ra bà. Mang ra biểu bà. Tụi con tặng cho mấy anh này tranh nhau nói mà chỉ là chị My là cứ im lặng đi theo thôi. Mỗi người một thông tin, nhưng dù sao nhiệm vụ xin rau cũng có vẻ đã hoàn thành. Nổi không mà hai quả. Đó. Rồi xong. Ba kia, ba ngoại con kia là hai cái rồi. Kia nổi không? Nổi. Nổi đứa một cái rổ rồi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Rồi đây. Khổ lắm đó. Dạ rồi. Cảm ơn chú. Đi thôi. Mới đây chú mới chạy đường cho. Xin dục cái cây lại vậy. Chạy đường luôn. Mới chạy đây để mới là người chạy. Mới chạy cho. Chị My này chị khôn lắm nha. Chị thấy khiên vậy. Chị kêu tôi để My đi trước mới chỉ đường. Đang đi qua bờ sông này nè. Chú qua bờ sông này cẩn thận đi rồi. Nặng quá. Không. Chị đi qua bờ sông này. Nhẹ nhàng. Đi qua bờ sông đi qua là cái cầu nhỏ lúc nãy. Nặng cà bá. Lóng ngóng loay hoay. Kết quả là ow. Rồi bây giờ xuống sông luôn mới là vấn đề đó con. Hay da. Thật ra thì khiên bằng một cái xề, một cái mẹt như vậy với hai cái bắp cải Thảo khá là nặng cho đúng nên trời. Là Rin và Ron thì không thể nào mà xoay trở được. Nhưng mà lúc nãy thì Thảo có nghe được một cái câu mà Thảo nghĩ là người lớn nghe câu này cũng khá là buồn cười. Mình thì mình lớn cái đầu rồi mà. Lớn cái đầu rồi. À, cái câu này, đi chứ. Đúng rồi, câu này giống như là ở nhà có người lớn hay là ai đó nói mà bé đã nghe được cho nên là bây giờ áp dụng y chang luôn. Và vấn đề bây giờ rớt xuống cái hố nước này cũng không phải là dễ lấy. Đúng ai rồi. Sẽ là người leo xuống nhặt. Chắc đứng đó kiều quá. Hai anh này thì nãy giờ thấy cũng dũng cảm gan dạ đó. Dành nhau nói thôi là nói, trời ơi. Mà theo Thảo thì Thảo sẽ thấy là chắc là hai anh chàng này sẽ tự giải quyết. Tự giải quyết hả? Còn cô Phụng thì nghĩ là sẽ tìm người giúp đỡ để coi dạ, ai đúng ai. Chúng ta theo dõi tiếp xem như thế nào ạ. À. Cái cha nổi, tạ đi nữa. Cái băng cũng muốn đồ nữa. Giờ làm sao đây? Lại cầm nó lên. Cầm nó lên cũng được á. Quyết định tự mình khắc phục sự cố sao? Hay quá. Tại vì cái tính của hai anh này thì không phải là dễ bỏ cuộc. Chưa cái bắn đi. Rồi xong. Cả nó dơ hết trong hông rồi. Cái trời người tụi mình dơ hết đó.
quay lại đây nè. Đi lên đây đây, qua đường kia đây. Sao lá bay ở trên rau đó rồi để bên. Rồi, con đi qua. Con theo nha. Đó, con để xuống ra đi. Lỡ, lỡ đi. Lỡ cái đó nó bị sụp xuống thì sao nó nặng hơn bộ. Cố lên. Ok, à, ok. Ron lên xuống rồi Ron đưa ta đi. Khôn à, khôn biết đi ngang. Rồi, quay với Ron chồng. Rồi, go. Cái gì mà chưa hết trơn rồi. Nên nó bà Hồng rửa. Bà ăn bà on chứ. Bà Hồng. Bà, ăn, bà Hồng. Xuất sắc trục vớt cải thảo, rồi lại qua cầu đổ thành công. Đổ. Bây giờ thì trở về nhà, thu gom toàn bộ các món đồ cần mang xuống cho bà Hồng thôi nào bộ ba. Bây giờ phải đem về nhà, rồi mang hết. Vừa hoa vừa cải qua nhà bà Hồng mới là vấn đề. Đó. Mệt quá. Phải không băm băm đi đi. Rồi, băm băm ở dưới, băm băm nữa sau. Nè, lên cái khúc này cẩn thận nè. Có lên nè. Có hai em đâu? Đang đi đằng sau. À, đã hai em đã đó hả? À. Rồi giờ nha, bà ngồi giặt nè. Chị My thì bưng cái này đi, còn hai anh em thì bưng cái đó. Con đem ra cho bà Hồng nha. Rồi xong rồi nhờ bà Hồng á là chị cái chỗ cho mua đã. Mua cho ngoài ít đã đem về để ngồi bán cho khách nghe chưa? Dạ. Nhớ là nhờ bà Hồng chị chỗ cho con mua đã về cho bà bán nha. Những món đồ được chia đều, ba chị em hối hả bước. Chặng đường 600m dường như chẳng khiến cả ba lo lắng. Thầy ơi, chạy nhanh. Bây giờ chút nè. Chị bơi đi trước, chị mới nguy hiểm á. Thằng trước nguy hiểm đó. Mua sữa rồi nè. Bắp. Đây. Chính riêng đã chưa xong mà. Xong rồi. Cái hàng này. Bây giờ đi nào. Đợi thiệt rồi. Chú lá chú cũng là người sửa điện, chú xem lên báo chú sửa điện á. Đây, đây là phải đi nhanh nha. Bỏ đi rồi lại ở một mình. Đi đâu mà đi quá trời quá đất vậy ông già. Đi đâu đi quá trời quá đất vậy ông già. Nói đi vô lề rồi mà. Thấy xe luôn ta. Đi không ạ. Nè con. Hôm nay được con đem đồ ăn ra cho bà Hồng nấu ăn á. Hồi sáng mấy con, người ta nói mệt quá. Dù có vẻ kiệt sức vì con dốc lên nhà bà. Đây tiếp, cố gắng tới cùng. Ba, gần tới rồi kìa, sao mệt quá vậy? Mình muốn xỉu rồi. Tới rồi. Rồi ơi. Ba Hồng. Chào bà Hồng. Bà cho cái ống nhòm nha. Dạ. Ủa không cần trả tiền luôn hả? À, không cần trả tiền, trời ơi khôn ghê không? Nhưng mà không cần trả tiền ống nhòm luôn hả? Ghê vậy, quá đẹp quá vậy. Vừa đi á, là vừa xài là không có được. Phải là đứng đàng hoàng lại rồi mới coi ống nhòm nghe chứ. Dạ. Ba cái nha bà. Một cái chia làm ba đứa chơi. Ba ngồi có biểu mua đá. Mua đá là à, mua đá. À, mua đá. Mua đá thôi. Đó, đó, bây giờ con qua đường nè, có chừng xa. Có cái dù màu xanh đó, thấy chưa? Thấy con chưa? Thấy rồi. Qua đường đi. Phải đó, đi đi. Đâu có dù màu xanh đâu. Để đi nhìn thôi. À, một kẻ tông. Ờ, thấy rồi. Con tối rồi. Không nghỉ ngơi, ba chị em vội vàng ghé qua cửa hàng quen lấy đá dùng bà. Bộ ba chỉ cần hoàn thành trách nhiệm vận chuyển, còn việc thanh toán thì sau này sẽ do bà ngoại phụ trách. Nhưng khi vừa quay lưng rời đi thì một sự cố đã xảy ra. Té rồi. Hai cậu em sẽ làm gì đây?
từ nãy đến giờ thì cái cuộc hành trình nó đang rất là êm ả, dù có nặng có mệt nhưng mà có một cái sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn với nhau giữa ba chị em. Mà bây giờ cái cú té ngã này của chị My thì có vẻ là cũng khá đau, để xem là hai anh chàng vệ sĩ của chị là sẽ làm gì để mà xoa dịu cái nỗi đau này đây. Đố cô Phụng nha, với cái tính cách của nàng My nãy giờ thì My có khóc không? Khóc à? Coi như là ở góc độ của là bà thì bà đoán là My sẽ khóc, nhưng mà riêng đối với cô Thảo thì cô Thảo thấy là My sẽ không khóc. My sẽ không khóc hả? Mình theo dõi tiếp xem My sẽ như thế nào. Hai cậu em, người mê ống nhòm, người bận tâm với đá, nên không ai quan tâm đến chị My nữa rồi chăng? Nhưng đến đây, cô quá trời. Qua coi, đến đà vực hả? Rất vang. Rồi, đây đây. Không một lời than vang. Này, không khóc cô thấy chưa? My trì quá My ơi. Cầm theo hộp đá, dường như bộ ba chẳng còn tâm trí cho những vấn đề khác mà chỉ đang cố gắng tăng tốc trở về. Đi từ từ thôi, anh dễ nhiều. Con về trước mẹ, con về trước nha. Con về trước đây để quay với Rin, đổ theo Ron sau. Trong chị đang chạy nóng hả? Chạy nóng rồi. Rồi nè, em lấy nước em bôi vô chân cho. Trời ơi, thương quá. Thôi đi về luôn. Con nè, đưa lại ra đây em là em này nè. Thôi, chạy đi. Dù đang chịu đau sau cú ngã thì tinh thần giám sát các em của My vẫn không hề thay đổi. Chứ không người ta bắt á. Đá nó sắp tan rồi nè. Nó sắp tan rồi, mau lên. Đây, giờ con nghĩ chốt lại để cho đá đó. Nó cầm cứng hơn chút. Nghỉ trong mát chút cho đá nó cứng lại chút. Bà bơi bạn đây tới kêu được kìa. Tới đi đây. Lo lắng cho vấn đề an toàn của những viên đá, Ron hối hả chạy, trong khi Rin thì có vẻ đang dùng ống nhòm để xác định đường về nhà. Anh chị khôn có công giờ là giờ biết luôn đó. Mân nghỉ ở đây chốt đây. Thôi lên, em ăn nghỉ luôn á. Thôi, còn không thì Ron đuổi theo sau chạy nè. Chị cũng mệt quá rồi, đừng có ngỡ gì hết nữa. Mẹ ơi, con lâu quá. Chị nó càng bóp thì nó ra máu, chị hết máu, chị không chơi được không? Chị chắc rồi. Trời ơi, anh khôn dễ sợ chưa? Chị mà càng bóp mà càng ra máu, hết máu rồi chị không chơi. Đi, lên. Thích chồng, về nhà em tắm rửa. Anh phụ anh một tay. Thôi không cần đâu. Em phải nhìn thử ống nhòm anh rồi. Anh có cần em bơm không? Còn. Chứ sao là anh kia là không cần. Anh hai tay ơi. Anh tắt anh nhận ra cơ. Hai tay đang rồi. Chứ đi làm sao mà bị tẻ tẻ đâu. Tẻ ở ngoài chỗ kia. Chị chạy chạy nhanh nhanh cho nó về nhanh. Nhưng mà vậy đấy, dù vội cũng hãy từ từ nhé các bạn nhỏ. Và dù món đồ chơi có hấp dẫn thế nào cũng phải tạm bỏ qua một bên để giúp đỡ nhau hoàn thành công việc. Hay cả khi bị đau thì chị vẫn phải luôn là người giám sát, nhắc nhở các em. Một chuyến đi thật nhiều bài học mới phải không bộ ba My Ron Rin? Là dễ thương câu dễ chuyện thương của chúng quá. Ta ngày hôm nay chúng ta thấy là ba cô bé cậu bé chỉ có mới khoảng 5 tuổi hơn thôi, nhưng mà cái cách nói chuyện với nhau và cái cách ứng xử trong những cái khó khăn làm cho chúng ta có cảm giác là hình như là không có cái khó khăn nào có đúng. Thể cản được bước chân các bé hết. Em chơi trò chơi mà chơi ông giờ anh cũng không có rồi là đưa đấy cho anh coi rồi cứ không âm tranh thầm mà bưng đá rồi đi. Nhưng mà em có một cái câu hỏi rất là dễ thương và ngọt ngào, anh có cần em phụ không? Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Con Đã Lớn Khôn cũng đã hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.